Ui, nạp nhiều thế mà chỉ ở đau khổ luôn. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì mình sẽ swap của bạn có nickname là Mèo LA cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Ok, bạn này thì level 87 rồi, để xem nào. Lên tàu được 646 ngày, lần đầu tiên nhập là vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018. 646 ngày. Là bao nhiêu? Là cũng được chưa đến 2 năm đâu. Bởi vì khoảng tầm độ 730 hay là 700 mấy nhỉ? 700 bao nhiêu? 720 lắm được 2 năm, bạn ấy chưa được 2 năm đâu. Wow, cũng là cũng là 110.283 pha lê rồi, nạp đến lock 10. Bạn ấy nạp thêm 39.717 pha lê nữa là nạp đến lock 11 luôn rồi. Ở cái lock 11 thì mọi người có thể nhận được một đá phúc tự chọn nhân vật. Ở đây gồm có HOV để HO HOR luôn á. VKE với lại AKA hoặc là kế thừa viễn cổ 400 mảnh. Ồ, thế thì cũng khá là ok nhờ. Bởi vì mọi người có thể mở được HOR luôn. Và sẽ có một bộ skin Ngô Đồng Ảnh Mộc. Và 150 cái gì đây? Hydro kim loại siêu hiếm. Còn nạp để lock 12 với lại lock 10, 10 mấy? 13 thì mọi người sẽ nhận được một cái thẻ hắc kim David. Cái thẻ này thì có thể mua được một món nhưng hoặc là vũ khí hoặc là viết thánh tự chọn ở trong shop. Ở phiên bản 5.7 spending thì nó cũng có một cái thẻ, khi mà mọi người tiêu pha lê thì mọi người có thể nhận được cái thẻ đấy, nó cũng na ná như kiểu cái thẻ này đây. Bao nhiêu nhỉ? Mình nhớ không nhầm. Không nhớ đầu mệt lắm. Chúng ta sẽ quay lại video của bạn này nhé. Mèo Los Angeles. Không biết là mèo Los Angeles hay là mèo Long An. Ok. Cũng chơi khá là lâu rồi. Nạp 100. À đấy, 110 pha lê nó vào bao nhiêu? Gần 40 triệu à? 40 triệu. Trời ơi. Tại sao nạp nhiều thế mà lại tạch mắm lửa? Tạch cả Silverwing với lại Mobius. Ui, kiểu toàn những Valkyria. Wow, rồi bạn ấy nạp vào, bạn ấy mua cái gì? Bạn ấy ron cái gì? Từ từ nhé. Vậy thì mình sẽ vào để xem cái chiến trường ký ức của bạn này xem như nào đó. Nào, để xem ra chiến trường ký ức thì tuần trước bạn ấy xếp hạng 13,09%, 3 Fenty 45.000 điểm, HOV 30.000 điểm và Helvetus 30.000 điểm. Ui, nạp nhiều thế mà chỉ ở đau khổ luôn. Wow. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại arc game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, thiên nhiên này kiểu kiểu số nhỏ hay sao, hay là bạn đi nạp và bạn đi mua gì nhỉ? Tuần này thì nó đang mở tiếp tế nick, bạn nào thích thì có thể run thôi. Không gì cản bước được mấy con sim chúa. Nhà bây giờ còn ai run cái này nữa. Tôi đã góp quỷ bách thủ cơ bản điệu máu tươi cánh diều than thở di vào tháng 11. Quá vô tồn diên vĩ. Diên vĩ. Viết thánh thì cũng có thủy kính, diên chân ta, Shakespeare, phiêu bạt, Leonard và Avogadro. Nó cũng kiểu hơi phèn ấy đấy. Dạo này mấy cái banner tiếp tế như gọi là banner tiếp tế, event tiếp tế này, cái này là tiếp tế đặc biệt này. Mấy cái event mà tiếp tế trang bị support đấy, dạo này mình thấy cái rate của nó rất là phèn luôn. Nó sẽ chỉ ngon ở mấy cái tiếp tế mở rộng nhân vật thôi. Nhiều tiếp tế chuẩn A nha, nhưng mà người thấy này. Có cái trừng phạt hồ thiên Nga. Không, cái này là kiểu đầu mùa. Khi nào mà chẳng hạn như kiểu là sắp tới 5.7 thì sẽ cập nhật thêm nhân vật mới có tên là Aponia đấy. Thì cái tiếp tế đặc biệt này hoặc là cái tiếp tế chuẩn A của Aponia, tiếp tế trang bị ấy, là cái rate của nó lúc nào cũng rất là ngon luôn, rất là thơm. Còn mấy cái rate tiếp tế trang bị thì support như kiểu là SA này hay là 3 test này hoặc là cái gì Paganini với lại Hazubuni, Tugenio các thứ đấy đấy, là mình thấy rate dạo này nó chán đời vô cùng.
không buồn ro luôn. Nhiều khi mình muốn vào ro rồi đấy, nhưng mà mình thấy cái rate tiếp tế của nó, trời ơi, nó toàn rác là rác, mình kiểu trầm cảm luôn. Thôi, không có ron riết gì hết, không có chơi bời gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ show arc của bạn này nhé. Chắc là mình sẽ đạt bạn này nạp nhiều là do bạn ấy nạp mua skin. Một là bạn mua skin, hai là bạn ấy nhân phẩm âm vô cực. Kiểu nạp nhiều nhưng mà lắc thì lại không được nhiều ấy. Ranger, ok, Ranger thì bạn này đang cầm top bot Minchiel Angelo mid hiền viên đen. Tiếp theo là Hunter of the Void rank S3 1247, vùng đất hư vô vĩnh kiếp level 60, full jet Serena Hoa full gear, lôi đao gốc quỷ, không thấy có skin. Tiếp theo là Zimay này, đầu tiên là Black Stride rank 2S rồi cầm là Dawnbreaker rồi đây full jet đi vào. Đó, chúng ta có hơi chơi hợp Thunder rank S1 đấy, nạp nhiều phải như thế này chứ. Hơi chơi hợp Thunder rank S1 chắc là có nạp BP khóa trừng phạt phán quyết level 65 và full set Benoret thức tỉnh. Và bạn ấy có cả bộ skin mưa xuân và mưa về báo xuân. Rồi, lắc dừa nào. Cái gì đây, Lightning Queen top kẹo mid main và bot Isaac Newton còn vào trọng từ bãi trạng. Bạn ấy thấy level 86 vẫn chưa lên level 8, à 86 hay 87 vẫn chưa lên level 88, nên chắc là không biết là bạn ấy mới đột phá siêu hạn hay là đột phá lâu rồi thì mình cũng không có rõ lắm. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy cây nào mới có cây của HOV là level 60 thôi. Cây của Hơi Chơi Thunder thì full rồi, nhưng mà trọng từ bãi tràm thì chưa thấy level 65. Ok, tiếp theo là Broja này, đầu tiên là Yamabuki Amon Beethoven Yamabuki mọc sừng nha. Hasobuni rank edit cầm bằng Bunny 19C mid top mid Jinjinta mà bot Tugelio. Bạn ấy có chấn và có bot, cái bot này, cái bot Tugelio này nó sắc bot cũng khá là ok. Và bạn ấy có mua cả bộ skin ở thời gian xưa. Đẹp. Bộ này thì nó thay đổi có cái hiệu ứng ultimate ấy. Nó thay đổi từ màu xanh lam sang màu vàng nâu. Đẹp, nói chung là rất là đẹp. Cái bộ skin này thì là bán bằng bên chip hay là mọi người lấy ở trong shop BP, hay là mọi người nạp BP nhà mình không nhớ nữa. Lâu lắm rồi. Còn đây là HOR rank S3 vùng đất chân lý khải huyền và full set West Yang. Và bạn ấy có bộ, có một, ông mình tưởng là mua 2 tặng 1, à nhầm, mua 1 tặng 2 chứ nhỉ. Hóa ra là mua 1 chỉ được 1 thôi à. Mình tưởng là mua được một bộ skin này thì sẽ được một bộ còn lại chứ. Không phải, hóa ra không phải rồi. Bạn ấy có mỗi bộ skin là Afterburn thôi. Cũng rất là đẹp. Mình thấy bộ này vẫn đẹp hơn cái bộ Magic Gun Bronya. Ô, bạn ấy không có Magic Gun Bronya luôn. Thế phiên bản 5.4 bạn ấy không tiêu đến 42.000 pha lê luôn à. Wow, lạ lùng nhờ. Vậy thiếu siêu vinh hoàn toàn rất là nhiều Valkyria đang ở trong meta mà là đam chính ấy, thì bạn này đều chưa có. Wow, thế thì không trụ nổi gen đỏ là đúng rồi, thậm chí là không, còn không cả ngoi lên được ấy. VKIA thì rank S0 thôi, cầm một kiếp diệt và full set Thales có skin dáng xuân polar là ui ôi, à không, mình cứ tưởng cái để là set gì chứ, thầm thần vạn kiếm này. Chắc là làm giá treo điệu máu thôi. Tiếp theo là Terry. Đầu tiên là SA, bạn ấy có cái sắp lên bay S, cái diều thân thờ thủy kính đâu. Không có thủy kính luôn. Ủa, pha lê bạn này đi đâu hết rồi. Bạn ấy đạp một gánh pha lê mà hiện tại thì mình chưa thấy Valkyria nào nổi bật. Quá là nổi bật. Chẳng hạn như ở full ghi như SS chẳng hạn. Không SS thì cũng phải S1, S2 chứ. Chắc là bạn ấy dồn vào những Valkyria phía sau rồi. Thôi thì chúng ta cứ sâu đến thì sẽ thấy thôi. Top mid Hinta và Di và Thánh 11 level 50 Hecate Picasso Paladin Phu Hua nữa, chắc là cũng có đầu tư vào Phu Hua chứ nhỉ. Đầu tiên là Đêm Trắng Sasaki Baez Quickly Baez Live Burger Jada Top Monet Midbot Ishikawa Gilmore. Rất là chuẩn bài. DC Comics level 65 và full set Phu Hua Margaret rank S0 full. Bạn ấy có vân mặt đơn tâm thì cũng được, có full set Phu Hua này thì rất là bình thường, bởi vì cái set này mọi người có thể cài được ở trong shop Vạn Tượng Hư Cảnh rồi. SKM rank SS cũng cài được này. Và Hơi Chơi Hợp Thân Tuyệt đấy. Ít ra là bạn này cũng có Gà Điên rank S1 Vùng Đất Vô Tổ Ý Thức Top Mid Broken Sword và Boss Isaac Newton.
Không biết bình thường về mọi người hay gọi hơi trường sinh tiền là gì nhỉ? Mình thấy có người gọi là gà điên, nhưng mình thấy cái từ gà điên nó không được hay cho lắm. Hơi trường sinh tiền thì nó lại có cái tên quá là dài, không biết nên gọi là gà gì. Mọi người hay gọi là gà gì có thể comment để cho mình biết để mình sử dụng nhé. Chẳng hạn như kiểu Vân Mạc Đan Tâm thì tên nó cũng khá là dài, đó là Vân Mạc Đan Tâm 4 từ liền. Thì bình thường mình hay gọi là gà mực hoặc là gà tiên cũng được, AE cũng được. Gọi nó ngắn hơn thôi, gọi bằng biệt, với lại gọi bằng biệt danh thì nó sẽ nghe nó cute, dễ thương mà gần gũi hơn chứ. Lúc nào cũng gọi là hơi trời hơi trời hơi trời, nghe nó mệt. Tiếp theo là Rita, đầu tiên là FR. FR của bạn này rank SS1, có cày, gần như là ai cũng có cày Fallen Rosemary rồi, có chấn level 55 và gì đấy, full set adrenaline, full gear. Full gear bạn này cố gắng nâng cái này lên level 65 thì tuyệt vời luôn, rất là mạnh. Trời ơi, mấy bác pro player còn cầm Fallen Rosemary đi làm DPS luôn ấy. Cầm FR đi làm đam chính, đánh đồng hồ hoặc là đánh mấy con boss lượng tử nữa. À, tưởng vì còn đây là Spinatera rank S0, không có đồ. Không có cày Spinatera. Trời ơi, bạn đã bỏ qua một cơ hội. Bạn đã bỏ qua một nhân vật rất là dễ nuôi mà lại còn rất là mạnh nữa. Thật sự luôn, ai mà skip Spinatera là đúng, sai lầm rồi. Đừng như bạn này nha mọi người. Nhưng mà bây giờ Spinatera thì cái event build, cái event run trang bị nó cũng có quay trở lại nữa đâu, nó limited luôn rồi. Với cái event kiểu hoàn trả vé ấy, mình mới thấy có hai lần thôi, một lần là của Raven và một lần là gần đây nhất ở phiên bản 5.5 là của Spinatera, mình thấy đúng hai lần thôi. Còn trước đây có lần nào hay không thì mình không biết, bởi vì mình mới chơi rồi mà. Cũng gọi là bởi vì mình mới trải qua được hai cái event tiêu thôi, một cái là ở phiên bản 5.2, một cái là ở phiên bản 5.5. Còn nếu nói trước như ở phiên bản 4.8 trở xuống như 4.8, 4.7, 4.6, 4.5 là có hay không thì mình không biết. Bởi vì hồi đấy mình có chơi đâu mà mình biết. Nói chung là những cái event spending ấy thì các bạn nên để dành pha lê từ mấy cái vơ trước, sau đó đến phiên bản đấy các bạn tiêu thì nó sẽ lời hơn rất là nhiều. Đấy là cách chi tiêu hợp lý của những nông dân chăm chỉ giống như mình chẳng hạn, nông dân cày cuốc sấp mặt. Ok, còn đây là nick này, nick bạn ấy Ron được ra, nhưng mà Ron được ra mid bot runner rồi, nhưng mà hơi tiếc là không Ron được ra cây chấn. Nick mà không có chấn thì thọt thọt chứ sao. Cửa bị ngại kết nối và full set Alan Pue, bị ngại song sinh, có bộ skin, mặc nhiễm kính hoa. Kiểu giờ sau giờ mình sâu nhiều mình thấy bộ này bình thường vậy. Trước kia mình cứ khen mọi người, mình khen lấy khen để luôn, khen nhiều vô cùng. Có khi các bạn ấy từ ai nhấn vào chơi thử đâu, có khi các bạn xem mình khen quá nhiều các bạn lại thấy nó bình thường ấy. Bây giờ thì mình nhìn nhiều mình cũng thấy nó bình thường. Thậm chí bây giờ nhìn bộ mặc định bị bộ skill mặc định khéo còn đẹp hơn ấy. Nhưng mà thôi, mình chê nó xấu nhưng mà nó chê mình nghèo, bởi vì ạc mình không có đồng dao. Các bạn cứ chê mấy skin này xấu đi xong rồi không rước về đi, các bạn có tiền đâu mà rước. Giống như mình chẳng hạn, thật sự là rước thì cũng được thôi, nhưng mà nó là của cái event spending từ cái thời tám hoánh nào rồi. Mình đã có rước về thì phải chỉ có đợi vào trong shop nhậu thời gian xong rồi mua thôi. Đi Ansora full set set spear phiên bản thương hóa tinh sau trên map và remake level. Hình như là đây là Valkyria thứ 2 của bản full gear. Sau nhân vật nào? Hơi trường Thunder đúng không? BKE không thấy lắp đồ. Sau luôn Palatinus thì bản Ron được ra cờ chấn và full set biên ca sân khấu. Có vẻ là skip phiên bản 5.4 để phiên bản 5.5 bạn này có Spina, à nhầm, không, bạn này không có Ron Spina, bạn này Ron Palatinus full gear, Diantra full gear, được, bạn này có hơi chơi xem tiền, có mid boss rồi, Asuka, fit, ui ôi, fit rank A luôn mọi người, không có cày luôn, sai lầm, không cày con nào chứ, không cày Valkyria nào chứ, không cày fit là bạn sai rồi. Rồi bạn lấy cái gì đi làm support hả bạn? Với lại đánh đồng hồ nữa. Còn đây là Elysia mới chỉ rank S2 thôi, cầm hoa của quá khứ.
chắc mới run được ra kênh này, nên là hiện tại là chưa có nâng bắc nhưng mà có top bot Alicia rồi, rất là mạnh. Cày nữa đi. Moyut thì không có mở khóa. Thế thì mà 5.2 bạn ấy làm cái gì nhỉ? Moyut không có, Raven không có đồ. Hiện tại thì mình thấy Paganini cũng không có và Paraferit thì chưa có mở khóa. Ủa nạp nhiều mà nhỉ, chứ đâu có phải nạp ít đâu. Hay là bạn ấy Ron trận chiến hết, bạn ấy Ron ra phục hy như này, nhược thủy hay sao, và cuối cùng là Duranda hay sao. Cũng không có gì quá là nổi bật. Mới chỉ có 5 cây pre-max level và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cây đột phá siêu hạn nhưng mà chưa có nâng max. Chắc là do mới đột phá siêu hạn nên là từng này vẫn còn hơi ít. Nhưng mà so với cái số pha lê bạn ấy nạp vào rồi ấy, thì mình không hiểu là pha lê đi đâu hết. Ok, tiếp theo là xem biết thánh. Đầu tiên là bạn ấy full Spinatera này. Top bot gì? Top bot Alicia, mid bot Werner, full set Shakespeare, phiên bản Harry Nadler này, mid bot Anna, top mid bot Benedict thức tỉnh, Broken Sword, top mid. À bạn ấy có top mid, bạn ấy thiếu bot nhập. Và lại thì mình bảo là bạn ấy có mid bot nhưng không phải. Full set full Margaret, cái set này bây giờ cày được rồi. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ ai cũng full set rồi. Ishikawa, Gilmore, Alapoe, Wesjan, Defar, Beethoven, Thales, Sirinawa, top mid, Gilda, Jin Jin Tang, top mèo, 3 cái bot New, Leo, Saint Shakespeare, Picasso và rất là nhiều cái thánh lẻ tẻ khác. Và vừa nãy thì mình có sâu rồi, bạn này thì... Tuần trước bạn ấy xếp hạng có 13% thôi và đang ở vực đau khổ 3. Nick này có vẻ là khá là khó ăn nhỉ. Thiếu cả. Nói chung là cứ thiếu mắm lửa là thấy thọt ạ. Thiếu cái gì chứ đừng thiếu mắm lửa. Silverwing với lại Moyut. Ok. Có vẻ là arc này còn thọt hơn mấy cái arc cày chay ấy. Cày chay mà ít ra các bạn ấy Ron được ra Vân và đan tâm với lại mắm lửa là kéo còn ok hơn. Ok. Đó. À, mọi người thấy arc này như thế nào? Có thể mọi người thấy arc của bạn mèo Los Angeles, mèo LA đi. Mèo LA như thế nào, có thể comment xuống bên dưới để cho mình cùng biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.